và quốc tịch nào? Cambodia. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cùng làm quen với một chàng trai rất điển trai, mái tóc rất bồng là bồng bềnh. Ảnh cao nhất ngày hôm nay. Lãng tử nha. Đẹp xin trai. Mời. Xin chào các bạn. Mình đã không ngủ, không nghỉ, không làm gì hết, chỉ chuẩn bị cho sự cạnh tranh này. Ẩm thực là cách mình học tiếng Việt Nam. Sau 6 tháng xong Việt Nam, mình không biết nói tiếng Việt Nam. Khi ăn mắm tôm lần đầu tiên thì đột nhiên mình được khai sáng. Khai sáng. Và ngón ngữ tiếng Việt Nam của mình tốt hơn, giỏi hơn nhiều lần, 100 lần. Sau đó mỗi tháng mình ăn một món khác, ví dụ tiết canh nè. Rồi mình ăn hộp bị lon nè. Sầu riêng nè. Tiếng Việt của mình tốt hơn. Sau mình biết đáp án đúng là A. Anh sẽ khám phá ẩm thực để anh biết tiếng Việt, đúng không anh? Em hát karaoke. Em hát karaoke. Tiếng Việt của em đầy luôn, hát karaoke. Câu trả lời của em là đáp án D. Trân trọng thông báo, trong hai phương án này đây, có một đáp án đúng. Đáp án chính xác của câu hỏi này là Yes. Ê, La. Bắt đầu. Hey. Ok. Hey. Hay quá. Lẻ số 3. Tới số 3. Lẻ lên hết giờ. Lẻ lên. Yeah.